My Đen bước vào showbiz với danh xưng quá gì đời đầu. Cô chia sẻ từng cảm thấy rất hoang mang, lo ngại vì không biết đoạn đường mình đi là đúng hay sai. Ở một tiếng kể hết, My Đen thú nhận rằng cô chẳng cố gắng đổi mới phiên bản thân theo hướng sexy, gợi cảm hay dùng chiêu trò đánh bóng tên tuổi. My Đen cứ nhẹ nhàng bước đi rồi sự nổi tiếng đổ ngược vào cô. Tôi không biết mình là ai trong showbiz này. Cách tôi chọn đi trong công việc cũng là tính cách thật ngoài đời của tôi. Cứ nhẹ nhàng, tự nhiên, tôi chưa bao giờ gồng mình lên hoặc cố biến thành ai đó đặc biệt mà lúc nhìn lại thấy chẳng giống mình. 10 năm trước khi bước chân vào showbiz, tôi vẫn còn mang danh quá gì. Lúc này tôi chẳng biết mình là ai, tôi đang làm cái gì. Thời đi này, có rất nhiều người chơi quá gì khác cùng xuất hiện, mỗi người lại có cách tiếp cận với cuộc chơi showbiz khác nhau, và đương nhiên, tôi chọn cho mình một đường một hướng. Tôi là cô sinh viên trường kiến trúc, trước đó không hề nghĩ mình vào showbiz. Gia đình tôi lại càng không ủng hộ con gái làm diễn viên. Ba tôi cứ hay bảo mong con lớn lên theo ngành công an giống ông, hoặc nếu không làm công an thì cũng là việc hành chính công sở nào đó. Mẹ tôi mong con gái sớm lấy chồng, sinh con và sống như một người bình thường. Hồi học cấp 3, tôi cũng có suy nghĩ giống mẹ mà. Đến lúc cánh cửa showbiz mở ra với mình, mọi thứ trở nên khác lạ. Tôi hoang mang đi lời giải đáp cho câu hỏi tôi là ai, tôi đang làm những gì. Nhiều người khuyên tôi sexy, chịu cởi hơn đi, vì chỉ có gợi cảm thế hệ dễ giúp tôi bùng lên được. Thậm chí, họ còn bảo tôi hay là dấn thân lùng xùm, sản xuất can đang để đẩy tên tuổi mình lên. Nhưng tôi không làm được, đó không phải là tôi, làm sao tôi sexy để chính phiên bản thân có cảm giận dữ chứ. Tôi bỏ qua rất nhiều khi để bật lên. Tôi cứ đi chậm chạp từ từ. Vì tôi nghĩ thế này, hôm nay cởi một chút, ngày mai sẽ phải cởi nhiều hơn. Mọi người sẽ mong đợi mỗi lần cởi của mình nhiều hơn lần trước. Rồi đến lúc chẳng còn gì để cởi nữa, My Đen sẽ ra sao? Trong showbiz này, người ta bảo nhau chỉ có những kia để nổi tiếng, ấy là can đan, cảnh nóng rồi hình tượng sexy. Nhưng tôi bỏ qua hết, tôi lựa chọn bước đi mà không đụng đến những thứ này. Có một giai đoạn, cỡ tầm 6-7 năm trước, tôi từng hoang mang và cảm thấy kiêng dè hãi. Khi này, tôi đã bật lên với thiên mệnh nhân vật và có rất nhiều lời mời phim ảnh đổ vào dồn dập. Tuy nhiên, tôi không thoải mái với sự nổi tiếng đó, tôi cảm thấy trong tin bởi việc bị soi mói quá nhiều. Tôi là người luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách thật nhẹ nhàng, đến lúc bị soi mói quá, tôi cảm thấy khó thở. Tôi chẳng hiểu vì sao mọi người cứ tích đông đã đến đời tư My Đen, rồi chuyện My Đen làm gì, đi với ai, đang sống thế nào cũng được nhắc đến. Thời điểm này tôi còn bị tác động bởi lời nói tiêu cực từ khán giả. Mỗi sáng ngủ dậy, bỗng dưng đọc được rất nhiều bình luận, rồi những lần mình đi ăn với anh em cũng bị chụp lại đưa lên mạng. Tôi không quen với cách sống này. Việc nổi tiếng quá nhanh mang đến nhiều hệ lụy. Từ một cô gái chỉ quen với cuộc sống nhẹ nhàng, nay tôi phải tập đương đầu nhiều hơn. Chẳng ai muốn những chuyện riêng tư về gia đình, tình cảm bị phơi bày trước truyền thông, khán giả hết. Thế là tôi từ chối hết mọi lời mời phim ảnh, sự kiện hay cơ hội đi liên quan phim Cannes. Thậm chí, lời mời cho vai diễn trong các dự án hợp tác cùng Thái Lan, Hàn Quốc cực kỳ rét trị, tôi cũng từ chối. Tôi coi mình lại và chỉ muốn sống bình yên. Hồi 20 tuổi, tôi là quá gì đời đầu. Nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ quá gì chỉ là danh xưng thôi, mình cứ làm công việc gì đó vì sao mà sống được trong showbiz. Biết đâu 10 năm nữa mình không nổi tiếng, mọi người quên mình thì sao? Giờ mà cứ bám vào showbiz rồi lỡ không làm được việc gì, chẳng ai mời mình đóng quảng cáo nữa, lúc ấy sẽ ra sao? Rồi đến 30 tuổi, tôi vẫn được mọi người yêu mến. Đó là cảm rất lạ. Hành trình này khó khăn và cũng chứa đựng vô vàn cảm xúc. Nói gì dễ nhưng đi qua nó là cả một quá trình. Bởi cùng xuất phát điểm quá gì đời đầu, chẳng có bao nhiêu người vượt qua định kiến và tiếp tục hoạt động trong showbiz cho đến bây giờ. Tôi có rất nhiều người theo đuổi và cũng phũ phàng với rất nhiều người. Tôi là người không giỏi nhớ về những chuyện buồn đau. Mọi thứ cay đắng, buồn tủi hay giận hờn trong quá khứ, tôi đã quên hết rồi. Bây giờ tôi chỉ sống cho chính mình. Tôi thừa nhận, mình có rất nhiều người theo đuổi, họ làm điều này, điều kia cho tôi. Nhưng tôi không bị xiêu lòng.
tình yêu là nhân duyên, nó phụ thuộc vào duyên số. Hồi còn nhỏ, bất kỳ ai cũng đặt ra tiêu chuẩn, hình mẫu về người yêu tương lai cho mình. Kiểu như là người ấy phải cao to, đẹp trai, phải có đồng tiền trên gương mặt, nụ cười phải thật đáng yêu. Đến lúc lớn lên tôi thấy nó chẳng là gì, chuyện mến phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Dẫu cho cái người giống hình mẫu mình từng tưởng tượng đứng trước mặt mà nhìn họ mình không có cảm xúc thì cũng thế thôi. Cuộc sống chẳng ai biết trước điều gì, quan trọng là người chơi hiểu người mình cần gì, đừng chạy theo bất kỳ hình mẫu nào xa cách hết. Ở tuổi 30, gia đình có hỏi về chuyện hôn nhân. Không phải ngày nào cũng hỏi nhưng ba mẹ luôn hỏi, khi nào lấy chồng vậy con? Dạo này có quen ai không con? Không biết dạo này con có ý định lấy chồng không? Đấy là cách gợi mở về chuyện hôn nhân của ba mẹ tôi. Nhưng ông bà hỏi thế thôi chứ từ khi ủng hộ con vào showbiz thì ba mẹ đã tin cậy hoàn toàn vào con gái rồi. Có đôi khi tin đồn tôi yêu người này người kia hay sắp cưới anh Quốc Trường xuất hiện trên các mặt báo, bố mẹ đọc được rồi hoang mang hỏi rằng Quốc Trường là ai sao ba mẹ còn không biết. Một đồn 10 rồi 10 đồn 100, thậm chí có rất nhiều tin tức do mọi người tưởng tượng rồi nói với nhau. Nhưng tôi chẳng buồn hay giận hờn gì cả, bởi tôi biết có rất nhiều khán giả mong muốn được thấy Miden hạnh phúc. Có người chơi còn viết hẳn tâm thư bảo tôi hãy yêu đi, mở lòng ra rồi chọn đại một anh. Họ tiên về tôi sẽ bả nhưng không sao cả, tôi đang rất ổn. Ba mẹ tôi có lo ngại về chuyện con gái lập gia đình nhưng biết làm sao được, tôi chọn lựa như thế mà. Tôi đang độc thân và không ở trong bất kỳ mối quan hệ mến nào. Bạn hỏi tôi vì sao xinh đẹp, tài giỏi, sáng suốt mà lại độc thân. Đâu có gì sao đâu. Tôi không nói chẳng ai thích mình, ngược lại có nhiều người theo đuổi, nhưng vấn đề là tôi có thích hay không. Tình yêu là sự đồng điệu về cảm xúc mà tâm hồn. Tôi chưa tìm được người nào khiến mình có cảm tin cậy và bồi hồi nên tôi vẫn độc thân. Bây giờ, tôi vẫn tin cậy vào tình yêu. Tình yêu là thứ xúc tác hoàn hảo giúp con người thêm vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều anh em tôi cũng hỏi có phải mi đơn quá kén cá chọn canh hay không mà có người quá tốt chờ đợi, chuẩn bị bảo vệ, chở che cho mình mà lại không thích. Bạn bè tôi tức tối lắm, họ nhất quyết phải tìm cho được nguyên nhân vì sao tôi từ chối. Họ hỏi tôi rằng mi đơn thực sự đang tìm kiếm cái gì ở người con trai. Tôi chẳng chọn gì hết, nếu có tiêu chí hay chuẩn mực nào đó thì đã dễ chọn rồi. Còn đằng này tôi chẳng có bất kỳ tiêu chí nào hết nên cứ vậy thôi. Người con trai chưa làm tôi rung động vẫn chưa xuất hiện, biết làm sao bây giờ. Giữa một cô gái có quá nhiều thứ và một gái chưa có gì thì cô gái không có gì họ sẽ sốt sắng đi tìm người con trai phù hợp với mình. Đến lúc gặp được ai đó, họ sẽ trầm trồ rồi dấn thân. Còn như tôi, chẳng sốt ruột gì hết, cứ chậm chạp thôi. Mình đã không chủ động tìm kiếm, đến lúc người ta ngược vào tôi còn phủ phàng từ chối nữa. Tôi làm vậy với nhiều người lắm rồi. Theo các anh trai nhận xét thì tôi là cô gái rét lùn. Tôi sẽ nói em không thích hoặc là em thích. Tôi khỏe mạnh nói ra những lời đó. Đôi khi sự khỏe mạnh của mình làm cho trái tim các anh trai tan nát nhưng đành chịu, vậy thế hệ rõ ràng ràng. Tôi là người mong manh, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng ràng, một là đúng, hai là sai, tôi không thích sự lấp lửng. Khi cảm thấy đau đớn, buồn khổ, tôi chuẩn bị bước đi và những chuyện quá khứ không vui trước đó, tôi chẳng muốn nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Cái gì trôi qua được thì cứ để nó đi làm lãng quên đi. Việc hiện tại là tôi phải sống thật vui vẻ, bởi tôi còn gia đình, anh em và rất nhiều dự án thế hệ đang chờ phía trước. Nếu bây giờ cứ nhớ về quá khứ, chẳng khác nào một lần nữa tôi lại khiến mình có cảm xúc tiêu cực.